Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị khán thính giả của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết của bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 18 tháng 1. Việt Nam công bố ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới, 179 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở lớp bán trú Hải Phòng khôi phục hoạt động của hai bến xe lớn kể từ ngày 18 tháng 1. Phú Thọ mở rộng quản lý điều trị người mắc Covid tại nhà. Sóc Trăng chính thức về vùng xanh, không còn huyện nào vùng cam. Thành phố Hồ Chí Minh chưa có ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng. Thế giới đã ghi nhận trên 329,2 triệu ca mắc Covid-19. thưa quý vị, trong khoảng thời gian 24 giờ qua, tin từ Bộ Y tế Việt Nam đã công bố ghi nhận 16.378 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 16.325 ca nhiễm trong nước, ghi nhận tại 62 tỉnh thành phố. Tỉnh Cà Mau đăng ký bổ sung 5.366 ca, 179 ca tử vong trên cả nước. Số ca tử vong ghi nhận trong khoảng thời gian 24 giờ qua tại từng địa phương cụ thể như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 12 ca, An Giang 23 ca trong 2 ngày. Bà Rịa Vũng Tàu 15 ca trong 2 ngày, Hà Nội 14, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang mỗi nơi 11 ca tử vong, Tây Ninh và Cần Thơ mỗi nơi 10 ca tử vong, Khánh Hòa 7, Bến Tre và Bạc Liêu đều 5 ca tử vong, Bình Phước, Cà Mau và Trà Vinh đều 4 ca tử vong, Hà Giang, Bình Định, Sóc Trăng, Thừa Thiên Huế và Bình Dương mỗi nơi ghi nhận 3 ca tử vong, Đắk Lắc, Hải Phòng, Hòa Bình, Phú Yên, Đắk Nông và Long An mỗi nơi ghi nhận 2 ca tử vong. Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Gia Lai, Phú Thọ và Lâm Đồng mỗi nơi ghi nhận 1 ca tử vong. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong khoảng thời gian 24 giờ qua tại từng địa phương cụ thể như sau: Hà Nội 2955 ca mắc mới, Đà Nẵng 924, Hưng Yên 675, Bình Định 640, Hải Phòng 638, Bình Phước 609, Bến Tre 588.

Nam Định 204, Bà Rịa Vũng Tàu 188, Hòa Bình 185, Nghệ An 174, Đắk Nông 158, Phú Thọ 145, Tuyên Quang 144, Thái Bình 133, Hà Giang 121, Cần Thơ 114, Kiên Giang 113, Bạc Liêu 106, Phú Yên 106, Gia Lai 100, Hà Nam 98, Hậu Giang 95, Lạng Sơn 92, Bình Thuận 82, Sóc Trăng 82. Quảng Bình 80, Ninh Bình 77, Lào Cai 66, Yên Bái 65, Sơn La 63, con Tum 61, Đồng Tháp 61, Bình Dương 59, An Giang 59, Điện Biên 55, Đồng Nai 55, Tiền Giang 42, Quảng Trị 40, Long An 39, Ninh Thuận 35, Lai Châu 26, Cao Bằng 19 và Bắc Cạn 14K. Ngày 17 tháng 1 năm 2022 Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã đăng ký bổ sung 5.366 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi đã tiến hành giả soát bổ sung đầy đủ thông tin tại Cà Mau. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.016.520 ca nhiễm, trong đó có 1.747.462 ca khỏi bệnh, 239.577 ca đang phải điều trị và 35.791 người đã tử vong. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Vất vả vì phải vừa đi làm vừa đưa đón con, nhiều phụ huynh mong muốn nhà trường sớm triển khai lớp bán chú trở lại. Gần một tháng qua, chị Đỗ Quyên ngủ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, vừa tất bật buôn bán, vừa phải canh giờ để đưa đón hai con đang học tại trường trung học cơ sở Lam Sơn. Trước đây hai bé học bán chú nên ba mẹ không phải lo lắng việc đưa rước. Năm nay, ba các bé đi làm xa, mẹ bận bán hàng, lo nội trợ và trông coi một bé đang học online tại nhà nên nhiều hôm không kịp đón con. Chị Quyên dự định đặt taxi công nghệ để tiện cho việc di chuyển của hai bé. Tuy nhiên, chi phí dao động từ 1,8 đến 2 triệu đồng mỗi tháng nên chị cũng rất đắn đo. Tôi muốn mở lớp bán chú để các bé trở lại học bình thường, có nề nếp hơn. Phụ huynh cũng an tâm hơn, nhiều khi cha mẹ bận đi làm, không có thời gian đưa dước mà trời nắng thì rất tội các bé. Còn chị Thanh Nguyên, ngủ ở quận 8, có con đang học lớp 12 tại trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, phân vân với việc tổ chức bán trú trở lại. Chị Nguyên cho biết, từ khi con học trực tiếp, chị rất vất vả vì buổi trưa phải đón con, lo cơm nước, dục con ăn để đầu giờ chiều lại quay lại trường, không có thời gian nghỉ trưa nên khi quay lại chỗ làm, chị Nguyên cảm thấy uể oải, mệt mỏi, năng suất công việc giảm sút. Cũng theo lời của chị Nguyên, dù thành phố đang giữ vững vùng xanh số ca mắc Covid tại trường học được kiểm soát và các con cũng đã tiêm đủ hai mũi vaccine, nhưng phụ huynh này vẫn lo lắng khi con ăn uống nơi đông người. Nếu mở lại bán chú thì các em cấp 3 đã có ý thức phòng dịch. Trường học cũng trang bị kỹ, bố trí xịt khuẩn, côn rửa tay khắp mọi nơi, nhưng vẫn chưa yên tâm vì lúc ăn uống phải bỏ khẩu trang, tôi thấy chưa an toàn cho lắm. Còn theo thầy Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, từ khi học sinh đi học trở lại thì nhiều phụ huynh cũng mong muốn trường tổ chức ăn nghỉ bán chú do cha mẹ bận đi làm, chỉ tiện đón con đầu vào cuối buổi. Nhà trường đã nắm bắt nguyện vọng của phụ huynh nhưng vẫn phải chờ hướng dẫn từ thành phố và dựa vào tình hình dịch bệnh để có thể tổ chức bán chú trở lại. Dù vậy, trường đã có phương án giãn cách, chia ca khi học sinh ăn nghỉ trưa tại trường. Giáo viên các lớp bán chú và cô bảo mẫu phải tập dượt các phương án phòng dịch đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh cũng phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, khử khuẩn trước khi vào trường. Đồng thời bố trí giờ ăn cho học sinh phù hợp, tránh tiếp xúc hoặc nói chuyện trong lúc ăn để bảo đảm an toàn cho các em. Thầy Khánh nói, sĩ số lớp thích hợp ở lại bán chú không quá đông nên nhà trường vẫn có thể bố trí các phòng tương đối rộng để các em ăn nghỉ bán chú. Trường cũng sẽ làm công tác tư tưởng kỹ với các em để những bạn muốn ở lại trường buổi trưa thì phải tuyệt đối bảo đảm công tác phòng dịch bên cạnh các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch đón học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường sau Tết Nguyên đán 2022. Do đó, việc tổ chức các lớp bán trú trở lại trong điều kiện phòng dịch sẽ giúp phụ huynh an tâm hơn, không phải tất tả chia thời gian, chia ca để đưa đón con hàng ngày. Chuyển sang một diễn biến khác. Căn cứ vào bảng đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố công bố ngày 17 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng thông báo khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh tại bến xe khách Vĩnh Niệm và bến xe khách phía Bắc Hải Phòng kể từ ngày 18 tháng 1. Ngoài ra cũng từ ngày 18 tháng 1, Hải Phòng khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch. Thực hiện theo hướng dẫn của văn bản số 05 ngày 4 tháng 1 năm 2021. Đối với địa bàn các xã, phường thị trấn có mức độ dịch cấp 3, hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt nội tỉnh, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch chỉ được phép hoạt động không quá 50% số phương tiện của đơn vị vận tải và có giãn cách chỗ trên phương tiện, không áp dụng đối với xe giường nằm. Đối với địa bàn công bố mức độ dịch cấp 1, 2 được phép hoạt động bình thường. Theo thông tin từ CDC Hải Phòng, ngày 17 tháng 1, thành phố vẫn thuộc cấp độ dịch số 3, nguy cơ cao. 13 trên 15 quận huyện thuộc vùng cam bao gồm quận Lê Trân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn, huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thủy, Thủy Nguyên, An Dương. Huyện Cát Hải cấp độ dịch số 2, vùng vàng. Riêng huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn cấp độ 1, bình thường mới. Đến 18 giờ ngày 17 tháng 1, Hải Phòng công bố đã ghi nhận thêm 671 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc tích lũy trên địa bàn là hơn 28.000 ca. Trước đó kể từ ngày 12 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã khôi phục hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại bến xe khách Thượng Lý và bến xe khách Đồ Sơn. Chuyển sang một diễn biến khác. Phú Thọ mở rộng quản lý điều trị người mắc Covid tại nhà. Sở Y tế Phú Thọ yêu cầu các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa phối hợp chặt chẽ với các trung tâm y tế huyện, thành, thị trong việc tổ chức quản lý, theo dõi và điều trị các f không tại nhà hoặc nơi cư trú. Theo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, kể từ 18 giờ ngày 16 tháng 1 đến 18 giờ ngày 17 tháng 1, tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận 145 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 86 ca đã được cách ly kiểm soát, 49 ca mắc mới trong cộng đồng. Trong ngày, có 68 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện. Hiện có 1.163 ca đang phải điều trị có một ca bệnh tử vong tại bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân Covid số 1 tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân đã 103 tuổi, thể trạng suy kiệt, già yếu. Phú Thọ đang ở cấp độ 1 của dịch bệnh với 11 trên 13 huyện, thị xã, thành phố ở cấp độ 1, riêng huyện Thanh Thủy và huyện Lâm Thao cấp độ 2. Toàn tỉnh có 3 xã ở cấp độ 3, 27 xã ở cấp độ 2 và 195 xã, phường, thị trấn còn lại ở cấp độ 1. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID, Sở y tế tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản về việc triển khai mở rộng quản lý điều trị người mắc Covid tại nhà và nơi cư trú. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Sóc Trăng chính thức về vùng xanh, không còn huyện nào vùng cam. Ngày 17 tháng 1, Sở y tế tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định số 35 về việc công bố phân loại cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Sóc Trăng chính thức trở về vùng xanh, không còn huyện nào thuộc vùng cam. Theo quyết định Tỉnh Sóc Trăng thuộc cấp độ 1, vùng xanh, cấp huyện có 3 đơn vị hành chính cấp độ 2 vùng vàng là huyện Kế Sách, huyện Mỹ Tú và huyện Trần Đề. Còn 8 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 1, vùng xanh. Theo số liệu của ngành y tế tỉnh Sóc Trăng cũng ghi nhận trong nhiều ngày qua, số ca mắc Covid mới trong cộng đồng của tỉnh Sóc Trăng luôn ở mức dưới 100 ca mỗi ngày. Riêng ngày 17 tháng 1, tỉnh này ghi nhận thêm 34 ca mắc mới. Chuyển sang một diễn biến khác. Đại diện HCDC cho biết, cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận ca mắc biến chủng Omicron trong cộng đồng. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vào chiều qua 17 tháng 1, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, HCDC cho biết, thành phố đã có kế hoạch ứng phó với biến chủng Omicron kể từ năm 2021 và thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh từ đường hàng không, đường bộ cho đến cộng đồng. Theo lời của ông Tâm, các ca mắc biến chủng Omicron mà thành phố đã ghi nhận đều là người nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly chặt chẽ và chưa lây lan trong cộng đồng. Hiện HCDC đang triển khai test nhanh cho tất cả người nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất nhằm phát hiện ca bệnh từ xa. Phó giám đốc HCDC cho biết thêm, hiện hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ, test nhanh âm tính trước khi lên và sau khi xuống máy bay. HCDC tiến hành tầm soát ca mắc biến chủng Omicron ở khu có nhiều người nhập cảnh hoặc số ca tăng bất thường. Quy trình này đã khá chặt chẽ và trong dịp Tết Nguyên đán, thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện. Ông Tâm cho biết, cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã công bố ghi nhận 30 ca nhiễm biến chủng mới Omicron, đều là người nhập cảnh và được cách ly theo quy định ngay sau khi nhập cảnh. Trong đó, trường hợp nặng nhất là bệnh nhân 82 tuổi, có nhiều bệnh lý nền, nhập cảnh từ Mỹ, Bệnh nhân này được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Những ca còn lại cách ly tại bệnh viện Giã chiến số 12. Hầu hết những người nhiễm biến chủng Omicron đều không có triệu chứng và có 12 ca đã được xuất viện. Tiếp nối chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 22 giờ ngày 17 tháng 1 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã có tổng cộng 329,2 triệu ca mắc COVID-19 và 5,6 triệu ca tử vong. Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID với 66 triệu 995.533 ca mắc và 873.564 ca đã tử vong. Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ cho thấy số trẻ em phải nhập viện điều trị vì COVID đang ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo CDC Hoa Kỳ, Hiện trung bình mỗi ngày, nước này ghi nhận 893 trẻ dưới 17 tuổi mắc Covid phải nhập viện, mức cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê vào tháng 8 năm 2020. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến ngày 13 tháng 1 năm 2022, có hơn 90.000 trẻ dưới 17 tuổi phải nhập viện tại Mỹ do mắc Covid-19. Hầu hết các trường hợp phải nhập viện là do mắc Covid, cũng có những trẻ phải nhập viện do nguyên nhân khác, song có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khi nhập viện hoặc trong thời gian nằm viện. Tại Đông Nam Á, Philippines đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch bệnh Covid thứ tư trong bối cảnh số ca mắc mới liên tiếp lập đỉnh trong tháng này do người dân di chuyển nhiều và do các biến thể Omicron và Delta lây lan nhanh. Ngày 17 tháng 1, Philippines ghi nhận 37.070 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid tại nước này lên con số 3.242.374 ca nhiễm. Số ca tử vong tăng thêm 23 ca lên con số 5.929 ca. Thái Lan thông báo ghi nhận thêm 6.929 ca mắc mới COVID-19, giảm hơn so với con số 8.077 ca một ngày trước đó. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 2.331.414 ca mắc COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã cấp đi sinh mạng của 21.938 người ở Thái Lan – trong đó có 240 người được ghi nhận kể từ đầu năm 2022. Còn tại Lào, Bộ Y tế nước này ngày 17 tháng 1 cho biết, trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận 602 ca mắc mới, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 2 ca tử vong. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, số ca mắc mới Covid ở Lào chỉ ở mức 3 con số, sau khi vọt lên trên 1.000 ca vào ngày 14 tháng 1 vừa qua. Cho đến nay, tổng số ca mắc Covid tại Lào đã lên con số 125.333 ca, trong đó có 497 ca tử vong. Trong bối cảnh Lào sắp bước vào giai đoạn có nhiều lễ hội, Bộ Y tế Lào khuyến cáo người dân giảm quy mô các lễ hội và chỉ thực hiện nghi thức truyền thống nhằm hạn chế tập trung đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Cùng ngày, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận 3.859 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID lên con số 696.032 ca. Con số này đã giảm xuống dưới 4.000 ca sau khi số lượng xét nghiệm giảm đi trong cuối tuần qua. Tổng số ca tử vong do COVID tại Hàn Quốc là 6.333 ca. Tuy nhiên, số ca nhiễm đột phá ở nước này đang tăng mạnh và cho đến nay đã ghi nhận tổng cộng 199.749 ca là những trường hợp vẫn nhiễm virus SARS-CoV-2 dù đã tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ. Tại Nhật Bản, dịch bệnh COVID đang lây lan nhanh ở thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận bao gồm Saitama, Chiba và Kanagawa, buộc chính phủ Nhật Bản phải cân nhắc khả năng đưa vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm. Ngày 16 tháng 1, Nhật Bản công bố ghi nhận 25.658 ca mắc mới, chỉ thấp hơn một chút so với mức đỉnh là 26.924 ca ghi nhận vào ngày 23 tháng 8 năm 2021. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới ở Nhật Bản ở trên ngưỡng 25.000 ca một ngày. Đáng chú ý, số ca mắc mới ở Tokyo đã lên 4.172 ca, tăng gấp 3,4 lần so với một tuần trước đó, trong khi tỷ lệ sử dụng giường bệnh dành riêng cho các bệnh nhân COVID đã gần chạm ngưỡng 20%. Ngưỡng mà chính quyền thủ đô Tokyo sẽ phải yêu cầu chính quyền trung ương cho phép áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm. Ngoài Tokyo, nhiều tỉnh ở khu vực phía Tây như Osaka, Hyogo và Hiroshima và tỉnh Fukuoka ở phía Tây Nam đều ghi nhận số ca mắc mới tăng cao kỷ lục, tương ứng với 3.760 ca, 1.343 ca, 1.280 ca và 1.290 ca. Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NSS ngày 17 tháng 1 thông báo Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 223 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Theo NSS, trong số các ca mắc mới, có 163 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 60 ca nhập cảnh. Như vậy tính đến hết ngày 16 tháng 1, Trung Quốc đã công bố ghi nhận tổng cộng 105.087 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.636 ca tử vong. Một số thành phố tại Trung Quốc đang căng mình ứng phó với các đợt bùng phát của dịch bệnh liên quan đến biến thể Omicron và cả Delta. Trong bối cảnh chỉ còn hơn nửa tháng nữa, Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ chính thức khởi tranh. Tại châu Âu, Viện Robert Koch, AKI của Đức, ngày 17 tháng 1 thông báo, tỷ lệ mắc mới COVID trung bình 7 ngày ở nước này tiếp tục chạm mốc cao kỷ lục, với 528,2 ca trên 100.000 dân một ngày, tăng mạnh so với tỷ lệ là 375,7 ca hồi tuần trước. AKI vừa ghi nhận 34.145 ca mắc mới COVID-19 trong khoảng thời gian 24 giờ qua, cao hơn khoảng 8.900 ca so với mức ghi nhận hồi tuần trước. Trước đó hôm 14 tháng 1, số ca mắc mới ở Đức lần đầu tiên vượt ngưỡng 90.000 ca kể từ khi đại dịch bùng phát. Bộ trưởng Y tế Đức, Karl Lauterbach, đã cảnh báo tình hình dịch bệnh ở nước này trong những tuần sắp tới sẽ diễn biến rất phức tạp do làn sóng lây nhiễm của biến thể Omicron. Ông dự báo sẽ có thêm hàng trăm nghìn ca mắc COVID trở nặng và hàng nghìn ca tử vong vì căn bệnh này. Tại Pháp, thống kê của cơ quan y tế công cộng Pháp cho thấy tình hình dịch bệnh COVID tại nước này đang có xu hướng ổn định. Số ca nhiễm mới đã giảm xuống còn khoảng 280.000 ca một ngày so với mức 330.000 ca một ngày vào tuần trước đó. Số bệnh nhân phải nhập viện cũng chỉ tăng nhẹ. Nhà dịch tễ học Arnold Fontenet, thành viên của Hội đồng Khoa học Quốc gia Pháp, nhận định Pháp đã qua giai đoạn cao trào của làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 5. Ông Fontenet cho rằng dịch bệnh COVID tại Pháp đã bắt đầu lắng dịu đỉnh điểm số ca mắc mới đã qua, đặc biệt ở vùng ile de france Tuy nhiên, ông lưu ý, ở các vùng khác của nước Pháp, đỉnh điểm số ca mắc mới sẽ đến dù muộn hơn một chút và số người nhập viện dự kiến sẽ đạt đỉnh trong tuần tới. Dù vậy, ông dự báo số ca mắc mới sẽ giảm trong tháng 2 và giảm mạnh xuống mức rất thấp vào tháng 3 tới. Tại Châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Châu Phi cho biết, tính đến tối 16 tháng 1, số ca mắc COVID trong khu vực đã lên con số 10 triệu 327.787 ca. Số ca tử vong do COVID là 234.267 ca, trong khi số bệnh nhân phục hồi là 9 triệu 224.148 ca. Nam Phi, Maroc, Tunisia và Ethiopia nằm trong số những quốc gia có số ca nhiễm cao nhất của châu Phi. Cụ thể, tính đến tối 16 tháng 1, Nam Phi đã công bố ghi nhận 3.556.633 ca mắc COVID-19, Mức cao nhất của châu Phi tiếp đến là Maroc với 1.045.250 ca. CDC châu Phi cho biết, xét theo số ca nhiễm, miền Nam châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19. Tiếp theo là các khu vực miền Bắc và miền Đông của châu Phi, trong khi Trung Phi là khu vực ít chịu ảnh hưởng nhất. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 18 tháng 1 của DKN TV cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại